Ở Sài Gòn có hai thứ mà mình thấy thích nhất để quyết định năm tiến, một là ẩm thực vô cùng đa dạng và phong phú và hai là thời tiết khí hậu khô cực kỳ tốt cho cái mũi thỉnh thoảng lại bị xoang như mình. Về phần ẩm thực thì khỏi phải nói, mọi người ở khắp mọi nơi đều hướng về thành phố kinh tế đông đúc bậc nhất Việt Nam, thành ra là đồ ăn cái gì cũng có và giá nào thì cũng bán. Còn về phần khí hậu, Tuy ban ngày hơi nắng rát nhưng mà chiều tối lại mát dịu ngay. Sướng nhất là giặt quần áo phơi phóng trong này thì chỉ cần khoảng 3 tiếng là khô ráo thơm phức. Chứ ở ngoài Bắc mà gặp mấy hôm trời nồm là kiểu gì cũng bị mùi ẩm khó chịu lắm. Mà các bạn hay giặt đồ có biết đến viên giặt Omomatic 3 trong một tiện lợi mới này chưa? Mình thấy dùng viên giặt này thì cực kỳ là tiện. Tất cả điều cần làm là cho viên giặt vào lồng rồi cho quần áo vào là xong. Không cần phải mua lích kích hay đong đếm nước giặt mà yên tâm là giặt sạch lắm nhé. Thấy họ giới thiệu loại này được kế thừa khả năng loại bỏ vết bẩn cứng đầu của Omo nên là đánh bay được vết bẩn cứng đầu, khóa hương thơm lâu dài và giữ bền màu vải. Kết hợp thêm với cái thời tiết khí hậu Sài Gòn nữa thì quần áo thơm sạch best luôn. Ở nhà mình thì có người giúp việc nên là những việc này thì ít khi mình để ý đến lắm. Đúng thật là từ lúc chỉ có một mình tự làm hết rồi lại biết thêm nhiều thứ khá là hay ho. Thơm to như thế này là lại sẵn sàng xuống phố đi ăn cơm tấm rồi. Nếu bạn quan tâm thì mình mua viên Omo này ở sàn S nhé.